Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo từ hôm nay 15 tháng 6, nếu doanh nghiệp nào kinh doanh vàng mà không xuất hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế thì sẽ bị rút giấy phép. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường thanh tra giám sát xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành thuế trên toàn quốc đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử. Muốn xuất hóa đơn cần có đủ thông tin của người mua, người bán, nhưng cũng có khách hàng không chịu cung cấp thông tin. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể xuất hóa đơn điện tử nhờ vào giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn từng lần bán cho khách lẻ.